Yeah, boy. Walking Chicken còn thằng nào nữa, để cho lốt clip cả team Walking Chicken lên nào. Thằng Quata tiếp nha anh em nhá. Thằng Quata giòn đấy, mà Quata đá bắn cảm hứng đấy. Rồi luôn, Sniper chậm dơ chưa. Rồi, thế phải là Brazil. Nó quá Brazil luôn. Chậm, ôi bạn ơi. Chết cái thầy, chết cái thầy. Cầm veo luôn. Ui, mới à? Ra gì đấy? Ra à, ta easy. Có nhớ chưa? To clean it up for Ryu. Oh, look at the cleanse, look at the moves. Ui. What? Ta được cả như vậy luôn hả? Ai ui. Ai mày. Nope. Sao được khó thế? Bây giờ chúng chạy. Easy. Đéo ai rồi ơi. Louboutin. Kylian Mbappé Louboutin. Anh một cú đá cho nó hỏng. Ô kìa. Đi đâu bạn Tú? Bạn Tú đi đâu bạn Tú? Ôi đùa. Vẫn còn đài, vẫn còn đài kiểu. Tự nhiên lao thôi. Chú làm gì đấy? Trời ơi. Có phải em đau luôn. Benzema, Karim Benzema. Ok. Đâu có bóng nữa. Nope. Chết mẹ mày rồi con. Hay thế nhở. Đi rồi. Hay. Đau chưa. Một click. Đi găng. Liệm thì gì sau men. Karim Benzema. Karim. Sao? Sao? Phải vị rồi, đồ ngu ơi. Không phải vị à? Vậy thì easy. Vậy thì sắp tới là có Tú được có clip trên kênh của Hải đấy. Thích không? Walking Chicken Sniper. Walking Chicken còn thằng nào nữa. Để cho lốt clip cả team Walking Chicken lên nào. Yêu Tú, sắp có clip rồi.